Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm cùng đại chúng, chuyển qua phần thực tập hôm nay thì ban tổ chức chúng con có nhận được hai trường hợp đăng ký trước. Kính xin lão cư sĩ Diệu Âm từ bi khai thị. Ban tổ chức chúng con xin thỉnh đại chúng hãy hoan hỷ lắng tâm nghe những lời khai thị, vì khi lão cư sĩ khai thị cho một người cũng là khai thị nhắc nhở cho chính chúng ta, vì chúng ta tất cả ai ai trước sau đều là người bệnh ạ. Dạ, con xin đọc thông tin xin khai thị đầu tiên ở camera nhóm cộng tu Quảng Bình. Ở Zoom 696. Nam Mô A Di Đà Phật, kính xin lão cư sĩ Diệu Âm từ bi khai thị hướng dẫn chỉ điểm cho ba con là Võ Ngọc Bính, 66 tuổi, thôn Tú Loạn, Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình. Ba có 4 người con, đã có cháu chắc. Ba đang mang căn bệnh ung thư phổi, tai biến, giai đoạn cuối, đã di căn, nay đã yếu dần. Gia đình con và ba rất buồn, nhưng cũng nhờ phước phần của ba, kiếp trước đã có tu, nên hôm nay ba gặp được Phật Pháp. Mẹ con biết đến Pháp Hộ Niệm, khi biết ba mang bệnh, gia đình đã mời Ban Hộ Niệm đến hướng dẫn và khuyên ba niệm Phật, cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cả gia đình con rất là hoan hỷ. Gia đình chúng con đã đến tận nơi thỉnh mời Ban Hộ Niệm. Ngay ngày hôm sau, Ban Hộ Niệm đã đến tận nhà thăm hỏi ba con. Sau khi nghe Ban Hộ Niệm chia sẻ, khuyến tấn, ba đã tin tưởng, quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ba đã thành tâm sám hối tất cả những tội lỗi của mình. Ba đã phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, nhưng chưa ăn chay. Ba không sợ chết, không còn tham luyến tài sản. Ba có 5 người vợ, nhưng hôm nay ba bị bệnh, nên quay về với mẹ con là vợ cả. Ba còn thương nhớ người vợ thứ 5 và đứa con còn nhỏ. Ba không giận hờn ai. Cả gia đình con đều tin tưởng, nghe theo lời Ban Hộ Niệm, thực hiện 15 điều quy định dành cho gia đình. Hôm qua, ba con yếu hẳn, nhưng rất tỉnh táo. Ba nghe rất rõ. Chúng con xin lão cư sĩ từ bi khai thị, gửi giải cho ba. Cũng xin lão cư sĩ điều giải chư vị pháp giới hữu duyên cho ba chúng con. Khuyến tấn ba buông bỏ tất cả, để ba chúng con có được đầy đủ phước phần vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Gia đình chúng con xin thành tâm tri ân, cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Bác Võ Ngọc Bích ngồi không nổi, đang nằm trên giường. Bác Ngọc Bích hay quá, 5 người vợ mà có thể hòa hợp với nhau, đúng là một đại phước báu đấy. Xin cho tặng cổ đấy. Tất cả đều là duyên, không có duyên đời này không gặp nhau. Không sao đâu bác, hãy quyết lòng trở về Tây Phương đi. Diệu Âm bảo đảm với bác sẽ biết rằng bác không phải chỉ có 5 người vợ, mà bác có thể trải qua tới hàng triệu người vợ rồi mà không hay. Diệu Âm nói vậy có đúng không chư vị? Thực sự, thân bằng quyến thuộc của chúng ta, duyên nợ, nợ duyên chồng chất từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta không cách nào có thể đếm được đâu. Cho nên bác yên tâm đi. Thương nhớ người vợ thứ 5, tại sao không thương nhớ đến người vợ thứ 6, thứ 7, thứ 8? Nhiều lắm đấy. Những người vợ chúng ta hình như đang lang thang trong cảnh đói rét, khổ đau, trong cảnh đọa lạc đấy. Thương nhớ 4 người con, 5 người con trong đời này, cũng nên thương đến những người con trong nhiều đời kiếp trước đang bị đọa lạc khắp nơi đấy bác Bính ơi. Đây là lời tâm sự thực của Diệu Âm, và đây là lời Phật dạy đấy. Thân bằng quyến thuộc của chúng ta trùng trùng điệp điệp vì không tu hành, không biết đạo mà thành ra những cái bị đọa lạc đau đớn. Nghe nói bác quyết lòng sám hối niệm Phật vãng sanh, bác Bính ơi, hãy mạnh dạn thêm một chút nữa đi. Trước những giây phút mà mình xả bỏ thân xác này,
Vì theo như Diệu Âm nghĩ, ung thư phổi lại bị tai biến. Tất cả những cánh này là hiện tượng của một sự hiểu biết rõ ràng là đời của mình lưu lại trong cảnh này không còn bao nhiêu nữa đâu. Nếu trong giờ phút này mà bác Minh ngộ ra con đường Phật Pháp, quyết lòng niệm Phật trở về Tây Phương, xét lại coi mình có những lỗi lầm gì, quyết lòng quyết trí quyết dạ sám hối sửa đổi, chỉ cần một ý niệm này thôi, niệm câu A-di-đà Phật, bác Bính sẵn sàng trở về Tây Phương. Mà theo như trong Phật Pháp nói, gọi là dự tri thời trí, là dự biết thời gian chúng ta liền thông xác phàm tục này, trở về Tây Phương thành đạo, lợi dụng căn bệnh ung thư này ta đi làm đạo, gọi là dự tri thời trí. Chư tổ thì suốt cả đời tu hành vô cùng miên mật, các ngài khổ sở vô cùng, có nhiều vị bỏ ăn bỏ uống niệm Phật. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta vì để thành đạo mà ngài phải nhịn ăn nhịn đói mấy năm trời, đến nỗi xương nằm dính vào những lớp da bên ngoài. Có nhiều hình ảnh diễn tả Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta, cái rốn mà dán chặt vào cái xương sống phía sau, khổ như vậy các ngài mới thành đạo. Nếu bác Ngọc Bích biết nghe lời Phật, không đi con đường khổ nạn như Phật mà đi theo lời Phật dạy đi, người nào thành tâm niệm A-di-đà Phật cầu sảnh Tây Phương Cực Lạc một cách tha thiết, nhẫn đến 10 niệm rồi buông báo thân ra đi, không vãng sanh về Tây Phương bất thôi thành Phật thì A-di-đà Phật không nhận ngôi chánh giác. Mà không phải A-di-đà Phật không nhận ngôi chánh giác, mà Đức Thế Tôn của chúng ta cũng không nhận ngôi chánh giác luôn. Tại vì chính ngài tuyên dương pháp niệm Phật, ngài nói lên chuyện này, nếu ngài nói không đúng thì ngài cũng nhận là không giữ ngôi chánh giác. Cho nên đầu tiên là khuyến tấn bác Bính quyết chí tin tưởng, quyết lợi dụng căn bệnh di căn sắp bản phần này để chúng ta đi con đường giải thoát thành đạo. Xin hỏi bác Bính, bác có quyết lòng không? Bác quyết lòng thì bác giơ tay lên vỗ tay đi bác, vững vàng chưa? Để tự bác giơ lên, đâu còn gì phải không? Bác giơ lên được không? Vững vàng lên, nhất định mỗi người chúng ta đều được quyền như vậy. Đề nghị với bác sám hối mạnh lên, xin đề nghị với gia đình mình khuyến tấn cho bác Bích ăn chay đi, không cần dùng thịt của chúng sanh nuôi cái thân xác sắp rã rời của mình nữa. Bác Bích muốn đi làm Bồ Tát, ta phải có cái nghĩ lực tuyệt lực tuyệt luôn, phải cái tâm đạo vững vàng, phải có cái tâm thành chi tiết, chỉ một chút này thôi mà ta vượt qua tất cả ách đạn, cứu cái sinh mạng, cứu cái huệ mạng chúng ta đời đời kiếp kiếp không bị theo nghiệp trả nợ. Vì còn ăn thịt chúng sanh, sợ rằng ta còn nợ xương máu với chúng sanh, nợ này ta vay thì người ta bắt phải trả, làm sao mình có thể dễ dàng vãng sanh được. Bác Bính ơi, Diệu Âm động viên bác
muốn đi làm Phật nhất định phải thương hại chúng sanh. Gia đình mình ơi, khuyến tấn một người nằm trong giai đoạn cuối cùng này, trí công bừng bừng khởi lên, quyết lòng khởi tâm thương chúng sanh. Tình thương này không đắp đổi được tội lỗi mình tạo ra trong vô lượng kiếp, nhưng chính tâm nguyện này ủng hộ tinh thần cho bác bích. Nhờ Phật lực gia trì mà bác được vãng sanh, xin hỏi gia đình mình có quyết lòng yểm trợ không? Gia đình mình là ai đâu? Bác Bính ơi, bác quyết lòng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hãy dùng những món ăn chay mà người ta làm ngon lắm, ngon hơn thịt rất nhiều. Tâm bồ đề của bác tự nhiên khởi ra, chướng nặng của bác tự nhiên giải đi. Bác Bính có chịu không? Bác Bính có chịu không? Có đưa tay lên vững vàng hứa không? Ngay giờ phút này buông tất cả những thịt máu của chúng sanh chúng, để cái tâm chúng ta từ cái phát tâm này mà tự nhiên ưng hợp, tương ưng với đại nguyện của Phật, ta đi làm Bồ Tát. Nếu thực sự bác làm như vậy thì bác gọi là tôi đã sám hối tất cả nghiệp chướng, tôi quyết lòng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chỉ cần thể hiện một chút này thôi, mình không còn bị khổ, mình không còn bị nạn nữa. Nếu cơ hội này mà mình lúc qua không được, đời kiếp sau ai có thể tới nhắc nhở cho mình những lời này để mình thoát qua sáu đường khổ nạn? Ai có thể giúp mình trốn thoát ba đường khổ nạn? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vậy thì xin gia đình ủng hộ. Ban hộ niệm của mình là ai đâu? Giơ tay lên coi. Có ban hộ niệm không? Ban hộ niệm khuyến tống vững vàng, khéo léo khuyến tống để cho người bệnh vững vàng. Chỉ cần một tâm nguyện vững vàng này đổi mạng phàm phu này thành một vị Bồ Tát, tất cả đều do tâm tạo. Chứ vị có hiểu không? Nhớ nhé, tuyệt đối không được dùng ngũ tâm trong gia đình, không được ăn ngũ tâm. Nếu chư vị sới nghĩ rằng là những chất hành tội này không liên quan gì đến mạng sống chúng ta, chư vị không ăn, thì tự nhiên tâm thành của chư vị càng vững. Nếu chư vị khinh thường mà ăn, tỏ ra khinh mạng, tỏ ra không chí thành chí kính. Nhất định bác Bính này rất cần chư hộ pháp bảo vệ thì mới thoát được ách nạn. Gia đình mình có quyết lòng không? Gia đình mình ai đâu? Nhớ không? Bác Bính nhé, những lời âm nói đơn giản, cụ thể chứ không có gì cả. Nói chung, tất cả mọi người, ai ai cũng có quyền vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Vì ai ai cũng có tâm Phật, có tâm Phật thì đi làm Phật. Điều quan trọng là tự mình phải sám hối nghiệp chướng, giống như bác Bính quyết lòng sám hối. Nhất định quyết lòng này mình phải thực hiện cho đúng, đừng nên quyết lòng một nửa, còn một nửa nữa thì ởm ởm mờ ờ. Sự quyết lòng này chẳng qua là hứa trên mặt hình thức, quan trọng là chính cái tâm của mình phải thể hiện cho đúng. Khi tâm mình thể hiện cho đúng như vậy thì bác Bính đang nằm tại đây, dẫu trong quá khứ tạo nhiều tội lỗi thì tội lỗi đó thuộc về gọi là cái vòng tâm sinh diệt sai khiến cho mình làm. Còn bác quyết lòng sám hối là bác trở về chân tâm tự tánh, bác Bính được quyền vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Diệu Âm nói như vậy, bác Bính có quyết lòng đi về Tây Phương thành đạo không? Gia đình mình quyết lòng ủng hộ không?
con cái mình đâu rồi, ban hộ niệm nhé, nhắc nhở cụ thể. Chư vị thấy đó, người nào thành tâm tâm quyết, người nào quyết tâm trở về Tây Phương, được A-di-đà Phật đến đó không bỏ rơi một người nào. Nguyện mong cho tất cả chư vị trong Pháp giới nghe những lời nói này, chúng ta quyết lòng sám hối tất cả tội tình. Đừng bao giờ nghĩ là cái tội nghiệp trong quá khứ bắt ta phải ở lại đây chịu nặng, mà chỉ vì chúng ta không mạnh dạn bỏ ra, chúng ta không mạnh dạn sám hối, chúng ta không mạnh dạn giác ngộ. Chỉ vì không mạnh dạn giác ngộ cho nên chúng ta cứ tiếp tục đi trong con đường mê mờ tạo nghiệp mà chịu nặng đó thôi. Nếu quyết lòng thì chúng ta rời bỏ tất cả nghiệp chướng ra, chúng ta theo nguyện A-di-đà Phật, theo đại nguyện của Ngài mà ta về Tây Phương. Ta về Tây Phương thành Phật rồi, ta đủ tất cả năng lực cứu độ chúng sanh mà trang nghiệp. Bác Bính ơi, hãy trở về Tây Phương thành Phật để vì chúng sanh chịu khổ vì mình, ta giúp đỡ họ, ta cứu độ họ, ta trả nghiệp. Đây là con đường vô cùng viên mãn. Bác Bính được quyền làm như vậy. Mong cho Bác Bính quyết lòng giác ngộ, quyết chí vãng sanh. Nguyện mong tất cả chư vị cùng nhau quyết chí niệm Phật trở về Tây Phương để làm Phật cứu chúng sanh mới là viên mãn đạo quả. A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con xin thành tâm tri ân công đức của lão cư sĩ Diệu Âm đã giảng giải chỉ điểm cho bác Võ Ngọc Bính. Kính mong bác nghe những lời chỉ điểm này thì quyết chí tin tưởng buông hết tất cả thế gian này, tha thiết nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc và vững vàng tha thiết niệm A Di Đà Phật cho đến hơi thở cuối cùng. Kính mong gia đình mình làm theo những lời nhắc nhở hướng dẫn của lão cư sĩ Diệu Âm cùng ban hộ niệm để sớm thành công tiễn đưa một vị Bồ Tát về.